sẽ có 3 công ty Việt Nam sản xuất thuốc MOLNUPIRAVIR điều trị COVID-19. Bộ Y tế cho biết, các doanh nghiệp trong nước đã có kế hoạch và triển khai sản xuất thuốc kháng virus MOLNUPIRAVIR điều trị COVID-19. MOLNUPIRAVIR là thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng. Bộ Y tế đang xem xét để trình chính, chính phủ chấp thuận cho cấp phép trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp với một số điều khoản về hồ sơ được rút gọn. Nếu được chính phủ đồng ý, dự kiến sẽ có 3 số đăng ký được cấp cho 3 công ty dược trong nước sản xuất thuốc Molnupiravir. Thông tin về hiệu quả của Molnupiravir trên bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam, Cục Khoa học Công nghệ, đào tạo Bộ Y tế cho biết, từ cuối tháng 8/2021, Bộ Y tế đã triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên triển khai chương trình này, đến nay chương trình đã mở rộng đến 34 tỉnh, thành. Bộ Y tế đã cấp 110.000 liều, gồm 50.000 liều Molnupiravir 400mg Stella Việt Nam và 60.000 liều Molnupiravir 200mg Optimus do Ấn Độ sản xuất cho các địa phương, trong đó 5.000 liều vừa được Bộ Y tế cấp bổ sung cho thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả triển khai tại 22 tỉnh thành cho thấy, molnupiravir giờ có tính an toàn, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị. Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm giờ, tpc giờ sau 14 ngày âm tính hoặc dương tính với tải lượng virus thấp đạt gần 100%, tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ 0,02, 0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong. Sẽ có 3 công ty Việt Nam sản xuất thuốc molnupiravir điều trị COVID-19. Bộ Y tế cho biết, các doanh nghiệp trong nước đã có kế hoạch và triển khai sản xuất thuốc kháng virus MOLNUPIRAVIR điều trị COVID-19. MOLNUPIRAVIR là thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng. Bộ Y tế đang xem xét để trình chính, chính phủ chấp thuận cho cấp phép trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp với một số điều khoản về hồ sơ được rút gọn. Nếu được chính phủ đồng ý, dự kiến sẽ có 3 số đăng ký được cấp cho ba công ty dược trong nước sản xuất thuốc Molnupiravir. Thông tin về hiệu quả của Molnupiravir trên bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam, Cục Khoa học Công nghệ, đào tạo Bộ Y tế cho biết, từ cuối tháng 8/2021, Bộ Y tế đã triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên triển khai chương trình này, đến nay chương trình đã mở rộng đến 34 tỉnh thành. Bộ Y tế đã cấp 110.000 liều, gồm 50.000 liều Molnupiravir 400mg Stella Việt Nam và 60.000 liều Molnupiravir 200mg Optimus do Ấn Độ sản xuất cho các địa phương, trong đó 5.000 liều vừa được Bộ Y tế cấp bổ sung cho thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả triển khai tại 22 tỉnh, thành cho thấy Molnupiravir AVIR có tính an toàn, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị. Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm giờ TPC giờ sau 14 ngày âm tính, hoặc dương tính với tải lượng virus thấp đạt gần 100%, tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ 0,02, 0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.